Xin chào tất cả các chị em. Các chị em hỏi Ngọc rất là nhiều về cái em Ampoule Laco này. Đó là khi nào thì mình nên sử dụng Ampoule? Thì Ngọc sẽ chia sẻ tới mọi người, đó là khi mà cái làn da của các chị em mình ấy nó đang thực sự chưa đẹp và chúng ta muốn cải thiện nó một cách thực sự là rất sâu dưới cái làn da của mình, thì nó có cái độ dinh dưỡng gấp cao gấp 20 lần so với cả những cái serum thông thường, cung cấp rất là nhiều những cái dinh dưỡng để nuôi dưỡng cái làn da của mình sâu ở dưới cái lớp hạ bì, không chỉ đơn thuần là trên bề mặt làn da, không chỉ là cấp nước. Và trong này ấy, thì nó có một thành phần nổi trội, đó chính là DNA cá hồi. Và DNA cá hồi thì nó tương thích 95% so với cả DNA trên cơ thể người, nên là cái khả năng hấp thu của nó rất là cao. Nó giúp là làm tăng sinh collagen, nên là với những cái chị em mình ấy, mà làn da mình bắt đầu có những cái nếp nhăn này, nhăn ở khóe mắt hay là nhăn ở rãnh cười, thì chúng ta sẽ cần sử dụng cái em Ampoule này để giúp làm sao để tăng sinh collagen, da mình nó sẽ căng căng dần và nó sẽ không bị chảy xệ nữa. Nó và cái tác dụng thứ hai của DNA cá hồi, nó sẽ giúp cho cái làn da của mình có cái độ bóng, và khi mà nó có cái độ săn chắc này cũng như độ đàn hồi tốt này, thì nó sẽ giúp là da mình nó căng bóng hơn và trông trẻ trung hơn. Vậy nên là với những cái spa hay là thẩm mỹ lớn ấy, thì họ rất là hay sử dụng cái DNA cá hồi. Và mình đến những cái trung tâm spa ấy, thì nó sẽ rất là tốn kém, mỗi lần đến 3-4 triệu cơ đó, và nó còn xâm lấn và khá là đau, không phải ai cũng chịu đau được, giống như Ngọc cũng rất là sợ đau đó. Thì chúng ta có thể là nuôi dưỡng làn da của mình hàng ngày với cái em DNA cá hồi này của Laco đó. Và buổi đêm ấy thì mình sẽ sử dụng 3 giọt. Rất là nhiều người nói rằng là Ngọc ơi, mặt chị đâu phải nhỏ như mặt em đâu, dùng 3 giọt không có đủ. Nhưng mà thực sự khuyên chân thành với mọi người, bởi vì cái hàm lượng dinh dưỡng của nó rất là cao, cho nên chỉ với 3 giọt DNA cá hồi thôi á, là chúng ta đã có thể là thoa và dưỡng khắp cái làn da của mình rồi. Và sáng hôm sau mình rửa mặt, sau đó là mình sử dụng cái kem dưỡng da ban ngày của Laco ấy, trong đó nó cũng có thành phần DNA cá hồi, nó sẽ giúp cho làm tăng cái quá trình hồi phục da, và làn da của mình sẽ đẹp hơn, nhanh hơn là mình chỉ dùng duy nhất một sản phẩm dưỡng vào ban đêm. Mình sẽ có các quy trình chăm sóc da vào ban ngày, quy trình chăm sóc da vào ban đêm, đó thì làn da của mình nó sẽ đẹp. Và chắc chắn giống như một cái cây thôi, nếu như mà mình để nó tự do phát triển ấy thì nó sẽ phát triển hên xui, còn nếu như mà mình chăm sóc, mình vun trồng, mình tỉa tót này, rồi mình chăm bón từ gốc rễ của nó thực sự tốt ấy, thì làn da của mình chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn là mình để cho nó bỏ hoang, đúng không nào? Và hãy chăm sóc làn da của mình kỹ càng hơn, bổ sung DNA cá hồi này, dưỡng ban đêm này, dưỡng ban ngày, và làm sạch làn da của mình thật tốt để làn da luôn căng bóng và khỏe mạnh nhá. Cảm ơn mọi người.